Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em tại buổi lâu quá, em làm mấy cái dòng mà máy mà kiểu này nè, cái kiểu máy cổ này nè. Nó xài cái bình xăng mà bình xăng pha của anh chị. Đó. Thì mấy cái dòng đó là em canh được hết nha. Ít khi nào em bỏ bình xăng lắm. Đó. Ít khi nào mà bình xăng nào mà em bỏ lắm. Ít cái chế nào em bỏ lắm. Đó, hôm nay em lên chế cho anh chị xem nè. Đó, không? Dấu sắc, dấu quyền đầy đủ. Không thiếu gì luôn nha. Cái này là cái mẫu á. Cái mẫu đem lên đó. Nhưng mà em gửi cho anh chị xem, nhìn cái là anh chị hết hồn liền. Em thấy em cũng hết hồn luôn. Đó, để mở cho anh chị xem thử nha. Này, tạm nhiên hậu quyền. Con này là con quên đó. CS33 nha anh chị. À đây nè. Em chia sẻ anh chị cái này nè. Cái chế này phải không anh chị, gắn vô cái máy mà 23 26 á là nó dư xăng, nếu mà chế mới quanh gồ này nha anh chị, đúng không? Nhưng mà anh chị gắn vô cái máy này nó lại thiếu xăng nha. Đó thì mình gắn vô một dòng máy là mình phải chỉnh theo cái họng hút của nó, thì cái máy lớn thì nó hút lẹ thì nó sẽ thiếu nhiên liệu, bởi mình phải tăng nhiên liệu lên đó, chứ không phải là anh chị mà gắn cái chế này chỉnh xong cái máy này đúng không? Nè, chỉnh cái 33 này đi, anh chị gắn qua cái 26 là chạy nó dư xăng, nó chạy không nổi. Đó. Mà gắn vô 26 chạy ngọt, anh chị gắn qua đây không chỉnh là chạy không nổi luôn nha. Con máy này thì em cái bữa mà em nói em bán cái bình xăng cho chú kia đó. Giờ còn lại cái máy không à. Đó. Giờ em rảnh quá cái này nó còn nước gam xanh lè luôn anh chị. Nước gam màu chì á, màu quân đội á. Đó. Cái tâm của nó nè. Mấy cái tâm xét gì là nó ưa bị xúc bố anh chị nè, bố nè, nhìn như chó gặm liền ha, xúc ra em bỏ em vô qua đó. Là máy này em chưa đụng gì tới luôn á, em chỉ bán cái chế rồi xong bây giờ các em lên chế nè, em cho anh chị xem cái chế này nha, để em gửi cho anh chị xem, lạ đời luôn, xa xa một xíu rồi để anh chị cấp nghề chết em ạ. Cái này á là bữa em có chỉ cho anh kia một lần rồi, mà từ đó giờ em mới có chỉ cho anh thôi chứ chưa có chỉ ai. Lên kiểu này nè anh chị. Anh chị khỏi xấu quắc, dấu sắc, xấu quyền gì cho nè, anh chị nhìn kỹ nha. Nó không có gì luôn nha. Đó. Nè, thấy không? Cái miếng này cũ của nó luôn nha anh chị. Đó, thấy không? Rồi. Nó không có lỗ không có gì nha, bình thường hết luôn nha. Nè anh chị nhìn vô đây nè, đem cho anh chị xem. Trong đây cái lỗ này là nè, cái lồng này là cái máy, cái dòng máy này là cái lỗ này nó chưa khoan anh chị, nó làm sẵn vậy đó nhưng mà nó chưa khoan, mình phải về mình tự khoan á nè. Em cho anh chị xem biết liền. Thấy không? Em mò vô cái lỗ đó, nếu mà anh chị mà nó khoan rồi anh chị giật là nó rút cái hơi này vô liền. Thấy không? Nè. Nó không rút. Giờ vậy anh chị nhìn, anh chị nhìn, anh chị cũng hiểu nữa. Trước gì nè. Anh chị nhìn cái miếng này đúng không? Nè, cái này nó ngay đó là nó không có lỗ luôn nha anh chị. Nó bít luôn nha, cái này là nằm ngay đây nè. Đó. Là cái chế em bình thường vậy nè. Đó. Đúng không? Rồi, sẵn đây. Đây. Em rút cái ống này, ống xăng nè. Ây da. Đó, để mở nắp ra. Ê. Nè, cho anh chị xem nha. Là xăng nó tuột xuống hết rồi đúng không? Một hồi em gáp vô lại á, cái máy nổ xăng nó rút lên là nó hút vô là cái máy mới chạy được nha anh chị. Chứ nó không hút lên là không chạy được luôn nha. Để em lấy hơi em xịt cái lỗ nè, anh chị nhìn nè. Cái miếng này là nó không có lỗ luôn nha. Nè, thấy không? Bít chịch luôn. Là cái miếng này là zin của chỗ này nè. Đã nằm ở đây nè. Đó. Giờ em gắn lại nè. Đó, giờ em bỏ con vô, gắn lại. Tại bữa giờ em ít có lên chế lắm. Nè anh chị thấy không, có dấu sắc, dấu quyền đầy đủ đúng không? Gõ tay nè. Nhưng mà em không có bỏ mấy cái đó vô. Tại mình lên cho nó gọn cho đẹp á. Đó.
Em định chia sẻ cái chế kiểu lên này nè, nhưng mà sợ mấy công anh chị về làm được không sao, được không được có mấy anh chửi em cái chết. Đó, anh chị thấy không? Không cần mà khoan cái lỗ lòng luôn nha. Đó, cái này là em lên theo kiểu mà mấy cái xì bo. Trời, dặn nước miếng luôn. Em lên mấy kiểu mà mấy cái xì bo mà em mưa làm anh chị. Đó, em lấy cái căn bản từ bên kia qua. Bữa em có chỉ cho anh kia. Mà em chỉ cho anh cái T170 á, T170 nó có cái lỗ hút nha, còn cái dòng này là không có nha. Nè, anh chị nhìn thấy cái ống này là ống xăng đúng không? Ống lên nè, ống này là ống xuống nè. Nè, ống xuống dễ biết nè, ống xuống. Bóp cái vú là nó xuống liền nè. Nè. Đúng không? Xuống, để em gắn xuống vô đây. Rồi ống lên đây. Anh chị nhìn này nha. Nhìn trong đây á, nè, trong đây nó không có xăng đúng không? Nè, là em giật máy chạy là nó hút xăng lên nè. Nhìn kỹ nha. Rồi nó hết xăng, tại nãy em mới bóp cái vú á, cái nó hết xăng á. Rồi để mồi miếng đi, em mồi miếng cho nó cho anh chị thấy cho rõ đi, rồi xong cái anh cho chạy rút lên. Tại nãy em bóp cái vú của nó ra hết rồi. Rồi anh chị coi nó rút lên nha. Rút lên thấy không? Đó, bây giờ nó rút hết xăng nữa. Rồi khoan. Từ để em cho cái trong cái bình xăng này nó nhiều một xíu đi ha. Nó hết bạ nó. Khoan. Để em bóp xăng cho lên đây đầy đi. Rồi anh cho anh chị xem lại nha. Đó, bóp chỗ đầy đi. Đó, bây giờ rút ống này lại. Cục ống này anh chị mở cái nắp xăng nó mới rớt xuống lại nha. Đó, giờ đầy chế đó, giờ đậy để giật cho nó nổ lâu xíu. Nè, anh chị nhìn thấy nè. Ống xăng nè, nó không có xăng nè, ống này có xăng nè đúng không? Giật cho nó chạy lên nha. Mọi miếng này để nó hút vô đây đầy đầy mới công. Chưa có xăng chổng anh chị. Đó, để nó đầy cái mới được. Hết rồi. Rồi bây giờ cho chạy luôn nè, cho anh chị xem thử nè nha. Chạy khoảng chừng 5 phút anh chị mới biết. 3 phút hay 5 phút lâu quá. Em giật cái ống này ra rồi xong cho nó tuột xăng xuống rồi cho anh chị xem thử nha. Bây giờ mở nắp ra đây trước rồi giật ống ra nè. Nè, cho tuột xăng xuống nè, phải không? Giờ em bỏ vô nó hút lên nha. Chị nhìn nè, từ từ nha. Quên nó đậy nó xăng lại. Thao không đậy nó cũng hút nữa. Xăng này còn mà, còn. Tự hút lên nè. Chị xem nè. Nè hút lên nè, chị thấy không? Không đậy nắp kính nó cũng hút lên nữa. Nè nó hút nè, thấy không? Sắp hết rồi, đó. Đó. Hút đậy vô đỡ tắt. Tại nó chạy hết năng lên vậy. Ống này là ống xuống nha anh chị. Ống này ống lên nè, anh chị thấy đầy nữa không?
cái dòng máy lớn á, anh chị chạy là khỏi sợ nó mắc cái anh ti. Nếu mà bỏ chế ga ngang vô, tại vì cái dặn hơi nó càng kính nó càng càng có cái anh ti. Nhưng mà cái máy mình nhỏ, để anh tắt, để anh tắt nói chuyện cho dễ. Cái máy mình càng nhỏ nó tụt hơi nó mắc, nó sẽ mắc cái anh ti. Còn cái máy lớn nó tụt hơi thì nó vẫn còn nén được, tại bên trong lớn anh chị, bởi vì nó dễ có garanti lắm. Cái máy càng lớn là garanti nó càng nhiều. Nó nè, giật nổ lại cho anh chị xem, cái máy này hơi chắc lắm, giật cũng chết một nè, thấy không, kéo là nổ rồi, kéo là nổ rồi, kéo tay nhẹ là nổ rồi. Nó giật gì đó, em chia sẻ cho anh chị xem lên chế cách độc đáo đó. Không bỏ vô sắt, không bỏ vô quyền luôn. Anh mới bị đi níu rồi cơ. Không sao đâu. Nè anh chị nhìn thấy không, nhìn chính xác là trong đây không có gì hết. Rồi thôi em tắt video nha, em rảnh á em nghiên cứu mấy cái khác nữa, tại vì em không có thời gian á, em làm một mình mệt quá, vừa làm đây vừa ở Sài Gòn đó, đủ thứ. Thôi thôi anh chào anh chị nha.